ta bà do chúng đường một hồi Sức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Sư Phụ Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin kính lễ. Dạ, con là Diệp An. Hôm nay con xin được chỉ tụng một phẩm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thứ nhất, để con xin được tham gia cộng đồng mà cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, thì con xin được nhận lễ nhận quà ở bên kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kính mong đức Phật, chư Phật, chư vị Bồ Tát cho hiện hiện tay. Kính mong đức Bổn Tôn Đại Từ Đại Bi Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát các bạch chứng minh cho con. Con xin được bắt đầu bài tựa Địa Tạng Bồ Tát. Chí tâm quy mạng lễ U Minh Giáo Chủ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ. Địa đài này chắc tảng chứa đủ cõi nước phương Nam nỗi mây thơm tứ hương dứa hoa hoa vần hồ mây sinh mưa bóng số khôn lường lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay không sẵn có thiện nhân duyên, người khen Địa Tạng đức vô lượng, lòng tự do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn, trong tay đã sẵn gậy vàng, gồng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh, tay cầm châu sáng tròn viền, hào quang soi khắp 4.000 đại thiên, diêm vương trước điển chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi điển tội căn, Địa Tạng Bồ Tát thiền nhân chứng minh công đức của dân diêm phủ. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại thánh đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện hương. Bài văn phát nguyện: lạy đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện tụng chỉ thọ kinh Địa Tạng trên đền vừa ơn nặng dưới cuối khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát bồ đề tâm, hết một báo thân này sinh vào ngoài cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài kệ khai kinh: pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trong nghìn muôn ức kiếp khó gặp, nay con thấy nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô U Minh Giáo Chủ Điều Hoàng Nguyện Độ Sanh Địa Ngục Vị Không Thể Bất Thành Phật Chúng Sanh Độ Tận Phương Chứng Bồ Đề. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Thượng, thần thông trên cung trời đo lường. Phẩm thứ nhất: Phật hiện thần thông. Đang nghe như thế này, một thuở nọ tại cung trời đo lường, Đức Phật vì thanh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen người rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác lỗ trường mà hiển sức đại trí huệ thần thông trong thành nghi bàn để điều phục chúng sanh căng cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong chư Phật đều sai thì giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vùng mây sáng rỡ lớn, như là vùng mây sáng rỡ đầy tử, vùng mây sáng rỡ đại từ bi, vùng mây sáng rỡ đại trí huệ, vùng mây sáng rỡ đại bát nhã, vùng mây sáng rỡ đại tam muội, vùng mây sáng rỡ đại kiết tường, vùng mây sáng rỡ đại phước đức, vùng mây sáng rỡ đại công đức, vùng mây sáng rỡ đại quy y, vùng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vùng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiên đình độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hồng, tiếng đại sư tử hồng, tiếng mây sấm lớn.
Hai, trời rồng hồi họp, khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng huy diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng. Quỷ thần trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hồi họp nơi không trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Thu Diệt Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biển Tịnh, trời Phước Xanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiền, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hay Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những quỷ thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như ác mục quỷ vương, đảm huyết quỷ vương, đảm tinh khí quỷ vương, đảm hai đoạn quỷ vương, hành bình quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, tử tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương, vân vân. Các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. 3. Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni vào ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần ở đó, ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều là của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đại trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng tám bộ và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu có cho lại vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy bán. Quý mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ví như bao nhiêu cây cỏ, lùm rừng lúa mè, tre lau đá núi bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hột cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp ví dụ ở trên, cũng là những thuở ngài Địa Tạng Bồ Tát ở còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi, oai thần hề nguyện của Địa Tạng của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn như thế được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiền nữ nào nghe được danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc người khen, hoặc chim ngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh niệm, hoặc cúng dường nhận đến vẽ đắp khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sát đọa vào chốn ác đạo. Bốn, chứng giả tử phát nguyện. Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp không xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị chứng giả tử. Lúc đó trong đời của Đức Phật thiều là sư tử phân tấn phủ túc toàn hành. Như Lai, chứng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi: Đức Phật tu hành nguyện gì mà đảng tốt đẹp như thế? Khi ấy, Đức sư tử phân tấn phủ túc toàn hành Như Lai bảo chứng giả tử rằng: muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, đổ thoát khỏi tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, chứng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: từ nay đến tột cùng, từ nay đến tột số chẳng kể xiết, ở đời sau tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành đạo Phật.
thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phân Tấn của Thúc Phạn Hành Như Lai ngày lập nguyện rộng đó, nên đến nay trải qua trăm nghìn muôn ức, vô số bất khả thuyết kiếp, Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát Nam Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ, lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước. Lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức, vô số kiếp trong thời tưởng Pháp. Có một người con gái gọi Bà La Môn. Người này nhiều đời xứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi nôi tam bảo. Thuở ấy mặc dầu thanh nữ, đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến. Nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn xa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, đều chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thanh nữ bèn bán nhà đất, chấm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ lưu cúng, rồi đem phúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Đình Từ Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia, thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Đình Từ Tại Vương đã vẻ oai dung đủ các tướng tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, từ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác, đủ đức, đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi lê rời trăm nghìn tưởng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng, đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thắc sanh vào chỗ nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là Đức Phật Giác Quá Khứ Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chi mái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mấy đều bị thương tổn. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng, cúi xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thắc sanh của mẹ con. Nay thâm tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng, cũng dừng xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thắc sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà vì thương như mẹ, nên thánh nữ ngồi ngay thẳng, niệm danh hiệu của Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai, trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thứ giữ thân hình, thân thể toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, chảy dạo bên này xuôi đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, các thú dữ giành nhau ăn thịt. Ngài thấy quỷ giả xoa hình thù đến lạ lùng, hoặc là nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài, miệng bén nhọn rườm gươm, lùa những người tội gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm bắt chân đầu chân người tội, lại hình dạng muôn thứ chẳng đánh dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu liên tiếp hỏi thánh nữ rằng, hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng, đây là chỗ nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng, đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng, tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng, thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng, nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng, nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi, duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng các thú dữ? Vô Độc đáp rằng, những người tội trong biển này
là những kẻ tạo áp ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức, hầu cứ vớt khổ nạn cho. Lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục. Tự nhiên, họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển đó sắp bồi hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân sâu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp. Chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi về vương Vô Độc rằng địa ngục ở đâu. Vô Độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bực kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở, bực kế nữa có đến nghìn trăm cũng không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xoa vào chỗ nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những việc gì, những nghiệp gì. Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời thiên chánh pháp xong rồi chẳng kính, diệu khuất không bao lâu mà chẳng rõ gió đọa vào đâu. Vô Độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh mẫu đáp rằng thân mẫu và thân phụ và thân mẫu của tôi đều là dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiểu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiểu là Diệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp thờ đức, giác hoa đình cử tại Vương Như Lai, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng thác sanh cả. Nói xong, quý vương chắp tay chào thánh nữ mà có lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chợt thức tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Đình Tử tại Vương Như Lai mà phát thề nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng quý vương Vô Độc đó trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Con đã đọc xong phần thứ nhất. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, con tên là Cao Thị Thắm, pháp danh là Diệu An. Này con nghe Đức Phật tiên thuyết. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Tạng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ đối trước Ngài Địa Tạng Bồ Tát xin được phát lời nguyện như vậy. Con xin nguyện từ ngày hôm nay chọn đời chọn kiếp cho đến tận cùng đời vị lai nhẫn, đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp xin được quy y nương tựa nơi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn, đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết tất thảy tất cả các chúng sanh đồng được biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả các chúng sanh đều được lợi ích lớn. Thưa Đại Thánh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, con ngưỡng mong Ngài chỗ lòng đại từ đại bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời phát nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên mất điều này. Hiện nay con là người phàm phu vô si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, con ngưỡng mong Đại Thánh chỗ lòng đại từ đại bi thương xót con cùng hết tất thảy các chúng sanh và gia hộ cho con cùng hết tất thảy chúng sanh muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, chứ hệ mở mang tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, sớm thành trọn đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát.
Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa tất cả các đại chúng, kính thưa chúng Bồ Tát Thuyền Thánh Tăng, các vị hộ pháp thiện thần, con xin được dừng kinh Địa Tạng tại đây. Xin mời đi. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.